Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sài Gòn Crypto. Thì đây là một kênh chuyên cung cấp thông tin về thị trường cryptocurrency. Thì hàng tuần thì mình sẽ cập nhật video liên tục để cho mọi người có thể nắm được ở thị trường này và chúng ta cùng đi sâu sát về thị trường. Thì hôm nay là đầu tuần thứ hai, cũng đã là cuối tháng 2 của năm 2022 rồi. Thì sáng nay thì một màu đỏ thì bao chung một thị trường mọi người ha. Thì hôm qua nó thì tối hôm qua thì khi mà BTC lên chạm mốc gần 40.000 thì chúng ta tưởng là sáng nay thì khi mà đóng cây nến tuần thì thấy màu xanh rồi, nhưng mà khi mà lập tức BTC chạm 40.000 thì nó lập tức có một cái áp lực bán mọi người ha. Thì hiện tại thì BTC của chúng ta đang giao dịch ở mốc là 38.000. Thì thị trường thì hiện tại thì có một thông tin tác động xấu đến thị trường, đó là nước Belarus đã chính thức là tuyên chiến ở Ukraine rồi, thì càng đẩy thêm cái tình hình chiến tranh giữa Nga và Ukraine ngày một căng thẳng nữa hơn thôi. Thì trong vòng 24 giờ qua thì có 232 triệu đô la bị thanh lý, có đến là 55 ngàn cái số lượng hợp đồng bị thanh lý. Cũng dễ hiểu tại vì hiện tại là những cái nến của nó đó thì nó tăng giảm lên 1-2 ngàn liên tục rồi, và các hợp đồng tương lai thì rất dễ bị thanh lý. Trong 24 giờ qua thì tỷ lệ long thanh lý chiếm đa phần, chiếm đến là 67,67% tỷ lệ long thanh lý. Sàn OKX là sàn mà có số lượng hợp đồng bị thanh lý nhiều nhất, là đến 70%. Rồi chúng ta cùng xem qua Bitcoin ha. Hiện tại thì tổng vốn hóa của thị trường thì đang đạt ở mức 1.686 tỷ đô la. Thì hiện tại thì tổng vốn hóa của thị trường thì nó đang nằm trong cái vùng khá quan trọng là vùng 1.006 tỷ đô la này. Thì hiện tại thì nó chủ yếu là dao động trong vùng này, thì cái vùng phía dưới này chủ yếu là những đa phần là những cây nến, cái chân, cái chủ yếu là đa phần là những cái râu nến thôi. Và khi mà những cái mức giá mà bị đạp xuống này thì ngay lập tức sau đó thì có sự hồi lên, điều chỉnh hồi lên lại rất là nhanh. Thì dưới này chủ yếu là những cái râu nến thôi, và đa phần là những cây nến của văn hóa thì đa phần nó nằm trên khu vực này. Thì chúng ta thì đang được hỗ trợ cứng ở cái vùng là 1.600 tỷ đô la ở tổng vốn hóa của thị trường. Hiện tại thì BTC đo thì đang ở mức là 42-43%. Đây, thì trước đó thì BTC đo chạm vùng 43,50% này, lập tức thì nó có một sự điều chỉnh hồi xuống. Thì mọi người cũng dễ hiểu tại vì khi BTC đạp xuống thì có một cái lực áp lực bắt đáy rất là lớn ở vùng trước đó, là ở vùng 34.000, dẫn đến là cái sự ưu tiên dành cho BTC ở thời điểm hiện tại rất là lớn. Chúng ta cùng xem qua bên BTC nào. Hiện tại thì tuần vừa rồi thì cái mức giá đóng cửa và mức giá mở cửa của BTC nó không quá là chênh lệch, nó gần sát với nhau luôn. Mọi người thấy không? Cái tuần vừa rồi là cái râu nến trên, cái râu nến dưới rất là dài nha. Cái giá đóng cửa và giá mở cửa. Giá đóng cửa là 38 hơn 38.000 thôi. Giá mở cửa chứ là hơn là 40.000, và giá đóng cửa là 38.000. thì cái sự chênh lệch giá chỉ có khoảng là 2.000 giá thôi, thì nó không quá là nhiều. Và cái râu nến thì nó rất là dài, từ 34.000 đến 40.000 thôi. Thì xem nó không hợp H1 ra. Thì hôm qua thì ngày hôm qua thì BTC ấy, thì đang chạm tới vùng là, đây mọi người thấy vùng gần 40.000 luôn, thì lập tức là có một cái áp lực bán làm cho những cây H1 xuống liên tục mọi người.
nhưng cái nến đã nến đạp liên tục làm cho hiện tại thì BTC đang giao dịch ở vùng là 38.000. Cô xem qua mấy CD chút xíu nào. Đường ở MACD thì hiện tại thì đang có dấu hiệu là phân kỳ dương từ trước tới nay rồi. MACD hiện tại phân kỳ dương rồi, và cái chỉ số histogram này thì nó cũng đang ở cái vùng là màu đỏ mà nhạt dần rồi, tới đây cũng là một cái dấu hiệu tích cực ha. Mọi người thấy không, hiện tại thì cái volume này của nó lại không có nhiều, có nghĩa là cái áp lực bán hiện tại thì nó đang giảm dần so với thời gian trước rồi. Tuy là áp lực bán vẫn còn nhưng mà so với thời gian trước thì cái áp lực bán hiện tại nó đang nhỏ dần rồi, thì đây cũng là một cái dấu hiệu tích cực cực của BTC. Và hai cái vùng hỗ trợ quan trọng mà của BTC thì hiện tại thì vẫn đang là vùng 36.000 mọi người hay mở ha. 36.000. Cái vùng này. Hai vùng hỗ trợ quan trọng của BTC. Và một vùng thứ hai là vùng này, vùng 33.000. Sẽ là hai vùng hỗ trợ quan trọng của BTC. Thì lần trước thì khi mà những cây nến H4 liên tục điều chỉnh BTC thủng qua vùng 36.000 này và nó thủng luôn và nó đạt tới vùng 34.000. Và hiện tại và lúc đó là có một cái áp cái lực mua rất là lớn từ thị trường ha, thì cho chúng ta thấy đây là một điều tích cực, tại vì phải tới vùng 33.000 này với là cái vùng hỗ trợ cứng của nó, nhưng mà BTC mới tới vùng 34.000 lập tức là có những cái lực mua BTC rất là lớn, đây là cũng là một dấu hiệu tích cực của thị trường ha. Thì nếu mà đợt này thì nếu mà có giảm, có một đợt điều chỉnh nữa thì chúng ta cùng kỳ vọng thì nó chỉ về là 36.000 thôi. Đó là một cái kịch bản đẹp cho BTC nha. Tại vì vùng 36.000 này là vùng hỗ trợ là thứ nhất của từ 36 đến 40.000 mọi người ha. Hiện tại thì như những video trước phân tích rồi, hiện tại thì BTC đang hình thành mô hình như thế này ở khung này nha. Và chúng ta kỳ vọng là cái vùng 34.000 là sẽ là vùng đáy của BTC lần này rồi, thì có nghĩa là đáy sau nè cao hơn đáy trước này. Và đây cũng có thể là cũng được xem là mô hình hai đáy rồi, là một mô hình ủng hộ cho sự tăng giá của BTC ở thời gian sắp tới, nếu mà trường hợp BTC phải giữ được sức mạnh trên ở khoảng vùng 41.000 mọi người ạ. Cái vùng này mình sẽ này được. Đây, hiện tại thì theo những quan điểm của mình thì BTC phải vượt qua được vùng này 41.000. Vượt qua được vùng 41.000 và giữ được sức mạnh từ vùng 41.000 cho tới khu vực 45.000 này. BTC phải vượt qua được cái vùng 41.000 và tới cái vùng này mọi người ha, vùng 45.000 này, thì khi đó thì nó mới có phần trăm để đục thủng cái 45.000 và hướng tới những cái vùng trên là vùng 51.000. Còn hiện tại thì BTC của chúng ta thì chủ yếu là vẫn đang trong một cái sự hồi lên, một cái cơn sóng hồi lên của một cái xu hướng giảm rõ ràng cho mọi người ạ.
Chúng ta cũng chờ xem thị trường xem như thế nào. Hiện tại thì BTC đang nằm ở trong cái vùng là chưa có dấu hiệu rõ ràng, nó vẫn đang nằm giữa cái trading range mà mình vẽ này. Chủ yếu thì BTC giao dịch ở trong cái trading range từ 36.000 cho tới 41.000 mọi người, khoảng 5.000 giá đó. BTC chủ yếu giao dịch ở trong cái trading range này từ 36.000 đến 41.000, đó là cái vùng mà BTC hiện tại đang giao dịch ở xu hướng chính ở thời điểm hiện tại, và BTC phải vượt lên vùng 41.000 này nó thì mới giữ được sức mạnh và muốn hướng đến những cái vùng mốc quan trọng, những cái vùng tiếp theo. Mình cùng xem một ETH một chút xíu nào. ETH thì hiện tại thì ETH là một cái chart xấu rồi. Hiện tại thì những ngày gần đây thì có ETH mà có số lượng mà được nạp lên sàn thì nó chiếm nhiều hơn so với số lượng được rút ra. Thì hiện tại nhà đầu tư đang có dấu hiệu là đưa ETH lên sàn bán nhiều hơn, nhưng cái chart ETH của nó hiện tại là không đẹp. Và nếu mà mình thì mình chỉ nếu mà thị trường có bắt test lại một lần nữa thì mình chỉ gom ETH ở cái vùng giá là 2.100 đô này, và stop loss dưới vùng đây luôn. Thì nếu mà cái vùng 2.100 đô này em mà ETH không giữ được thì mọi người rất có thể thấy ETH sẽ về vùng 1.700 đô mọi người ha. Tại vì trước đây á, thì khi cái khu vực là cái khu vực là 3.100 đô này này là cái vùng khu vực hỗ trợ cực kỳ cứng của nó này, mà nó không giữ được này. Không giữ được thì mọi người thấy không, thậm chí là nó sẽ có những cây nến ngày nữa có lực bán rất là mạnh luôn, và bán thậm chí là bán cả về đây luôn, 1.000 giá luôn đó. Thì cái vùng hỗ trợ này nó không giữ được thì nó bị bán rất là nhiều và mạnh đây. Thì nếu mà ETH thì thị trường và BTC có bắt test lại thì mình chỉ mua ETH với vùng giá là 21.100 thôi, và stop up dưới vùng này. Và nếu mà mình mua thì mình có chia thể chia vốn thêm ETH ở vùng này nữa là 1.700 đô la này nữa. Bên bi thì chủ yếu đi theo Bitcoin thôi, cũng không bên bi thì cũng không có gì quá để nói. Hiện tại bên bi cũng đang trong một cái xu hướng giảm rõ ràng. Bên bi thì nó khi mà nó về cái vùng này mọi người thấy, khi mà bên bi về vùng 330 đô la thì này thì đang có một cái lực mua rất là mạnh, có nghĩa là cái ở khu vực này là khu vực hỗ trợ cực kỳ tốt của BNB. Mọi người thấy không, khi mà BNB đạt về đây vùng đây 3 lần đây, 1, 2, 3 là ngay sau đó thì nó có một cái lực mua rất là mạnh làm cái cây nến rút rút chân râu lên cực kỳ tốt này. Thì hiện tại là cái vùng hỗ trợ cực kỳ tốt của nó là hiện tại đã đang ở vùng là 360 đô và 330 đô là vùng cực kỳ tốt của BNB. Thì nếu mọi người có canh mua BNB thì mọi người có thể chờ BNB về vùng 330 đô này và mua, đó là một cái sự an toàn. Cùng xem con nào nữa mọi người. C98 thì dạo gần đây thì cũng có nhiều bạn hỏi mình, thì tháng 7 này thì nó mới có lịch trả private, và hiện tại C98 thì chèo của nó không đẹp, đang bị đi ha. Và hôm bữa thì C98 về tận là 1,074 đô này luôn. Thì hiện tại cái mà cái mức hỗ trợ cuối cùng của C98 là đang ở mức là 1 đô mọi người ha. Thì hiện tại thì nếu mà mọi người có mua thì mọi người có thể canh C98 về vùng 1 đô này, và mọi người mua và stop loss ngay dưới vùng này luôn. Nó để tại vì dưới vùng đây thì C98 không có một cái hỗ trợ nào hết, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà C98 về vùng 1 đô này thì mọi người có thể mua được rồi ha. Đó thì hiện tại thì đang giao dịch ở vùng là 17 đô,
17 đô. Đô này thì mình, nếu mà mọi người có đu đó trên cao này thì mình nghĩ là cái mọi người nên kiên nhẫn một chút xíu, thì có thể là về đó về chờ về ngoài 15 đô thì cái này thì có thể mua được rồi. Bởi vì nếu mà mình nghĩ đó nếu mà giảm thì sẽ không giảm quá nhiều nữa đâu. Và nếu mà mọi người chờ về 15 đô mà thì mọi người nên mua một ít thôi về, về và về vùng 10 đô này thì mọi người thêm một lần nữa. Nếu mà mọi người kiên nhẫn thì hãy chờ một chút xíu, mà tại vì hiện tại thị trường BTC thì chưa có một xu hướng rõ ràng thì mình cần phải cần kiên nhẫn một chút xíu. B này là con coi cũ rồi, thì mình cũng trước thì mình có chơi thôi mà thời gian gần đây thì năm 2021 mình không có chơi nữa. Mọi người có chú ý cái anh coi season ở trước ở thời gian 2021 là khi mà thị trường mà có bão, là nói chung là thị trường mà có tình chuyển hướng xấu, là thì EOS với lại XRP là hai con là có bị dạng chim báo bão, có nghĩa là nó sẽ có một một khoảng thời gian nhất định nó tăng trong cái xu hướng giảm giá của thị trường. Nhưng mà mùa gần đây, mùa này, mùa đang trend hiện tại này, thì chúng ta không thấy EOS và XRP tăng đột biến ở trong bất kỳ một khoảng thời gian nào luôn. Đó, thì chúng ta thấy thì EOS XRP hiện tại thì cái nguồn tiền của nó đang bị thoát ra ngoài thị trường này, và nó không có lực mua rất là ít luôn, lực mua rất là ít luôn. Mùa trước là EOS và XRP thì còn là gọi là chim báo bão, chứ hiện tại là mùa này thì EOS và XRP thì mình không thấy dấu hiệu tăng giá của nó luôn. Thì vừa thời gian vừa qua hình như là có một cái thông tin tích cực ủng hộ cho việc XRP có thể là có một thông tin tích cực là ủng hộ cho việc là XRP có thể chiến thắng được và xét, thì nó đang trong cái bộ kiện đó, thì nó có một cái một số cây này tăng này, mà thực sự là nó tăng thì chỉ là một cơn sóng hồi lên thôi, và sau đó thì nó cũng đã giảm lại thôi. Và LS thì nếu mà LS thì mình không không chơi, nhưng mà Atom với lại Polkadot là một trong hai những con là mình đánh giá rất là cao và có thể là hold dần nắm giữ dài hạn thôi. Vâng, hiện tại thì Atom thì nó đang giao dịch ở mốc là 27 đô thôi. Đó. Thì nếu mà mọi người canh mua thì mọi người chờ cho Atom về vùng 20 đô này thì có thể là canh mua thôi. Và hiện tại thì Atom thì đang giao dịch ở vùng là 27 đô. Mọi người chờ về Atom về vùng 20 đô này thì có thể canh mua. Thì Atom phải nó phải vượt qua được cái khung là 30 đô này, và nó phải duy trì sức mạnh được ở trên cái khu vực này. Thì nó mới confirm được là một xu hướng đảo chiều tăng giá của nó mọi người. Chứ hiện tại là khu vực 27 đô này thì nó vẫn đang nằm trong khu giữa cái trading range của nó thôi. DEDX là một con thì nói chung là quá là xịn sò rồi. Partner thì những nhà đầu tư partner của nó thì cực kỳ tốt. Khi mà nó không mua được mà nó mới lít trên sàn thì nó đỉnh của nó 27 đô luôn. Và hiện tại thì giá của nó đang là 5 đô. Thì DEDX thì mình đánh giá một con là một con rất là tốt, nhưng mà nó hiện tại này thấy là chắc của nó lại cực kỳ xấu luôn. Sau thấp lần trước ở đây, sau thấp đây trước và hiện tại cái khu vực này thì các áp lực bán của DEDX hiện tại thì đã nhỏ dần rồi mọi người, có nghĩa là nó sẽ không còn áp lực bán quá nhiều là nhiều so với khu vực trước đó của nó nữa. Hiện tại thì DEDX thì nếu mọi người muốn mua thì mọi người phải xem xét này. Nó mà chúng ta không thể, thể biết là nếu mà mọi người giữ EDX thì mình nên khuyên mọi người nên là sẽ không bán này, tại vì hiện tại EDX đã giảm rất là nhiều rồi, và mọi người thấy cái volume bán của nó này rất là nhỏ thôi, không còn nhiều hơn như so với những cái thời gian trước đó nữa. Thì EDX nếu mà mình phải xem thì nó phải quay lại cái khu vực này của nó này.
phải bắt lên cái black lên được khỏi khu vực 5 đô này. Thì nếu mà mọi người có đu để edit ở trên khu vực là 89 đô này thì mình nghĩ khu vực này thì mọi người có thể canh và đi xây thêm ha. Còn chúng ta không thể biết là thị trường BTC có bắt test lại một lần nào nữa hay không. Thì nếu mà BTC bắt test lại một lần nào nữa thì DDX thì sẽ có một có những cái đáy mới của nó của mọi người. Thì chúng ta hiện tại không có biết được đáy của DDX là những cái đáy nào. Thì nếu mà mình có chơi thì mình phải chờ DDX rách qua được khu vực là 5 đô này và duy trì sức mạnh ở trên cái hỗ trợ này của nó thì mình mới tham gia. Còn bạn nào mà đu DDX ở trên khu vực 89 đô này thì mình nghĩ là khu vực này thì mọi người có thể là canh và DCA một phần giá của mình rồi. Nên nhớ là DCA một phần giá thôi nha mọi người, không không mua hết vốn nha. Hiện tại vì hiện tại là khu vực này thì chúng ta không thấy một cái khu vực là hỗ trợ nào của DDX nữa. One One này cũng có một số bạn hỏi mình Harmony One, con này cực kỳ tốt rồi, không có gì để chê. Nhưng mà hiện tại thì đa phần là những con Anchor thì nó vẫn đang trong cái xu hướng giảm vì BTC thôi. Thì hiện tại thì Harmony One thì nếu mà mình mua thì mình nên chờ về nó về vùng này. Đây, 0.1 đô mọi người ha, 0.1 đô sẽ là vùng hỗ trợ cứng của Harmony One. Hollow nè, Hollow là một con là nó chặt chủ nó, chủ yếu là nó hướng xuống, hướng xuống thì follow thì mình đang đứng ngoài mà không có tham gia của con này. Harmony One thì nó rất có thể là nó sẽ tạo thêm những cái đáy mới của nó mọi người. Thì khi mà nó thủng về cái vùng là 4 đô này nè, 4,1 đô này nè, thì chúng ta rất có thể thấy là nó sẽ tạo thêm những cái đáy mới trên này nữa. Tại hiện tại cái đáy của nó đang là vùng 4,1 đô. Thì đầu tuần thì mình cùng cập nhật video lên cho mọi người để có mọi người có thể nắm được thông tin của hiện tại của thị trường. Thì video tới đây cũng đã là dài rồi, thì nhưng tất cả nội dung trong video thì chỉ là mục đích cung cấp thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Thì mọi người hãy like và subscribe kênh YouTube của bên mình để mình ra thêm thật là nhiều video nữa để đem đến những thông tin hữu ích nữa cho mọi người. Và nhóm Telegram thì mình có để dưới phần mô tả, mọi người hãy join vào nhóm Telegram mà. Và mọi người có bất kỳ thắc mắc gì và hoặc có thể là hỏi về một đồng anh coi nào thì bên mình sẽ trả lời cho mọi người nhanh nhất và khách quan nhất mọi người ha. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chào tạm biệt mọi người.